Rồi, mì bánh chào các bạn. Hôm nay lại mình sẽ vẽ cái quay thiếp cho cái bộ móng của khách này là các bạn sau khi fill xong nha. Mình dùng cái cọ vẽ line để vẽ quay thiếp. Móng là cũng ngắn nha các bạn. Đây mình chỉ vẽ cái vi thư quay thiếp nhỏ thôi. Rồi nhiều bạn hỏi em mình chia sẻ cái màu trắng Camera men zoom dùm em mình. Nè em mình xài cái màu trắng hiệu này nha các bạn. Gel Palette. Nhiều bạn hỏi em mình chia sẻ, em mình cũng chia sẻ nhiều video rồi. Có nhiều cái video trước á, các bạn không có coi rồi các bạn coi những cái video mới á, em mình không có nói lại. Nên sẵn đây em mình chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn mua cái hiệu này xài màu trắng, màu đen gì cũng rất là good luôn các bạn. Gel nó không có bị chảy, không có bị đùng nha. Cái màu trắng nó rất là trắng luôn, vé đi quay luôn. Cái màu đen cũng đẹp lắm các bạn, đen là đen quyền. Các bạn thấy, các bạn mà theo dõi kênh em mình, các bạn đã biết em mình giả thiếp là ít khi nào em mình chùi lại lắm. Đây là thiếp thường thôi, quay thiếp thường thôi chứ không có bắt mà bắt cong hay bắt cao như những cái móng dài nha các bạn. Bạn cứ lựa cọ vẽ lai cây nào mà cái đầu nó tà tà đó, các bạn lấy các bạn vẽ quay thiếp cho em mình. À, mình bắt từ bên đây mình bắt qua nó đi nữa dòng nó đứt nước sơn rồi từ bên đây mình bắt lại cái nè đó, mình bắt trước cái đường đường cong đó xong đi rồi mình hãy tô cái phần này còn lại sau. À, trước khi mình bỏ dưa hơi lại mình phủ đầu móng lại nè, không có cách nào mà nước sơn nó không chảy được các bạn. Thì cái đầu nó chảy là nó chảy ngược lên cái đầu móng tay á, bọt nó dày ha. Rồi mình phủ kỹ tới vậy rồi mình hãy bỏ vô hơi. Này có cứng dữ lắm, có cứng là mình cầm càng mạnh có càng gồng, mình cũng khó xoay trở cái tay của hơn những cô khác nữa. Các bạn biết mình làm cũng tùy theo khách, các bạn có những cái cô khách hợp tác á, tay không có cứng á, có thể là mình làm nhanh hơn, cũng một cái feel đơn giản vậy thôi. Nhưng mà những cái cô khách tay cứng hơn có thể mình làm chậm hơn 5-7 phút nha các bạn. Em mình nhớ phanh tay phanh chân vậy em mình cũng dùng cái cọ giả lai này hết. Rồi thì giờ mình qua đây vẽ ngón cái để mình xong, các bạn có cái tay của cấu nè. Các bạn cứ kéo cái lằn ngay giữa trước đi, cái đường cong trước đi, mình đánh cái đường cong cho nó đều đi rồi mình hãy xử lý cái phần tô còn lại sau. Rồi em mình phủ lại ở đầu móng đây. Rồi bây giờ em mình cho hơi nha. Rồi qua bên đây bây giờ em mình sẽ vẽ cho cô khách này hai ngón nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái màu treo màu hồng, mùa này là mùa lễ tình nhân đó các bạn, màu hồng với màu đỏ là bán đắt lắm. Bây giờ mình dùng một cái cây cọ vẽ lai khác nha. Cái cây mà mình lựa cái đầu cho nó mảnh như vậy nè, chứ mình đừng có lựa cái đầu to quá. Khi mà vẽ fan thì lựa đầu to, khi mà vẽ lai mình phải lựa cái đầu nó mảnh chút nha, nhỏ tí. Rồi bây giờ mình vẽ lai nè. Đó, cỡ muốn lai thì one up one down vậy đó các bạn, một cái lên một cái xuống. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ trái tim ở đây luôn nha. Mình sẽ vẽ trái tim cho cậu luôn. Đây bây giờ mình sẽ chấm trái tim nha các bạn. Mình dùng cái đầu chấm tròn như vậy nè. Mình chấm trái tim là mình vẽ rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ nối trái tim lại nè. Rồi về mẹ xong một cái rồi.
Mày chấm ngay đây cái nữa nha, mày dán trái nhỏ nhỏ trên cái thiếp màu trắng này nữa nè. Đó. Mày dán đây. Mày dán ba cái tim đó các bạn. Nhưng mà hai cái trái này thì mình dán nó nhỏ lại một tí. Cái này để mình dán ngược lên nha. Rồi mình đã được ba trái tim rồi. Sau đây mình sẽ chấm nè. Chấm một hai cái chấm hồng rơi rơi đây. Rồi em mình đã xong một ngón nha. Rồi em mình cho hơi qua đây. Rồi qua bên đây cũng vậy, mình cũng vẽ vậy luôn. Bạn thấy tay lúc đó nè, đa số khách của em mì đó các bạn, cái cổ làm móng ngắn nhiều hơn móng dài. Có nhiều bạn yêu cầu em mì chia sẻ móng dài nhưng mà không có, thì có móng nào em mì chia sẻ móng đó với các bạn nha. Rồi bây giờ mình vẽ bên đây nè, mình cũng lấy cái màu hồng ra mình chấm trước nha. Cái đầu bự thì trái tim bự nha các bạn. Em mình chấm đây hai chấm là cho nó đều nhau tí. Rồi em mình nấu trái tim lại. Rồi sau đó lại mình chấm nhỏ nha. Tim mày kéo xuống. Rồi bây giờ em mày chấm những cái chấm hồng lai rai đây nè, thưa thôi đừng có nhiều quá. Rồi thì mình đã xong cái tay bên đây luôn. Rồi, các bạn zoom giùm đó các bạn ơi, vẽ trái tim cái này rất là dễ luôn. Rồi bây giờ mày cho hơi qua đây nha các bạn. Đó, như vậy là mày đã xong hai ngón vẽ câu khúc rồi đó các bạn. Đây rồi, bây giờ mình bỏ nước bóng lên, đại mình đã hoàn thành xong bộ bóng khách ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn đừng tiếc cho em mình một cái like, một cái share và một cái đăng ký kênh ủng hộ em mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.